mua được một bánh đã rồi. Bé nói vậy đó, ăn chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu à. Ăn mà thử nói không coi, tối nay chết với em á. Hằng, mày ngồi làm gì vậy? Mày ra đây mày xách đồ phụ tao coi. Người ta chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ như thế này á mà bắt đi xách đồ. Mà anh, em muốn mua cái này nè. Mày ra đây lẹ chưa? Tao là chị hay là em mày? Chờ xíu em đang tắm. Út gì có anh ở đây á, để em nhõng nhẽo. Mà thôi, anh đợi em xíu em đi ra ngoài để em vô liền nha. Mày nói tiếng ngươi cái chỗ chạy vô đầu mình nè. Hối 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 như mắc đẻ vậy trời. Hằng, đừng có xuống. Mày nghe thấy tiếng đó đúng không? Là sao? Hằng, chạy đi. Tao kêu mày 8 kiếp mà bây giờ mày mới lên là sao vậy? Sao hồi nãy chị gạt chân em nhở? Kêu người ta xuống đã gạt chân người ta. Mày điên hả? Con đó là con chân. Chị mày đi du học 2 năm mới về. Mày yêu rồi mày bị ngôn lù hả?